Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về diễn biến từng năm trong cuộc đời tuổi Giáp Thân nữ mạng. Từ năm 23 tuổi đến năm 27 tuổi. Năm 23 tuổi có nhiều biến động lớn trong cuộc đời. Từ tháng 6 trở đi, cần chú ý kẻo đau ốm, bệnh hoạn hay mất của. Năm 24 tuổi, tháng 4 và tháng 6 có lộc về đường tài vận, những tháng còn lại đều bình ổn. Năm 25 tuổi, thuận lợi cho công việc. Năm 26 tuổi khá tốt, chỉ hơi xấu vào tháng 9 âm lịch. Năm 27 tuổi, thành công trong mọi lĩnh vực, nếu biết nắm bắt thời cơ, sử dụng hết những gì mình có, sẽ thu lại được thành quả ngoài sự mong đợi. Từ năm 28 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 28 tuổi, chuyện tình cảm và tài vận có chút may mắn vào tháng 4, tháng 8 và tháng 11 âm lịch. Các tháng còn lại ở mức trung bình. Năm 29 tuổi, gia đạo có nhiều chuyện vui, tài vận thì điều hòa, nhưng công việc không được tốt lắm. Năm 30 tuổi, có lộc về tiền tài vào tháng 6 âm lịch, cần tránh đi xuất hành đi xa vào tháng 7, cẩn thận kẻo đau ốm bệnh tật vào tháng 10, khó tránh được mất của vào tháng 11 và tháng 12 âm lịch. 31 tuổi, gia đình có chuyện phiền muộn vào. Hai năm 32 tuổi và 33 tuổi bình ổn. Sang năm 34 tuổi và 35 tuổi, mọi chuyện đều phát đạt từ tình cảm đến công việc và tài vận. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi. Năm 36 tuổi, cần tránh xuất hành đi xa hay đầu tư thực hiện những dự định lớn. Vừa không mang lại kết quả, lại hao công tốn của, rước vạ vào thân. Đặc biệt là vào tháng 6 và tháng 9 âm lịch. Năm 37 tuổi, gia đạo xích mích, bất hòa. Nếu không thu vén ổn thỏa, gia đình sẽ ly tán. Năm 38 tuổi, được bình yên. Sang năm 39 tuổi và 40 tuổi, có nhiều triển vọng cho sự nghiệp. Nhưng phải chú ý vào tháng 3 âm lịch, không được xuất hành đi xa, hay vào buổi chiều, kẻo tai họa bất ngờ ập tới. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi. Vận may song hành với bạn trong năm 41 tuổi, từ công việc đến tài vận và chuyện tình cảm. Năm 42 tuổi, thiên về tình cảm gia đình, tài vận ở mức bình thường. Sang năm 43 tuổi và 44 tuổi, cuộc đời có nhiều bước tiến, nhưng vẫn phải thận trọng vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Đến năm 44 tuổi, tài chính ở mức tạm ổn. Năm 45 tuổi, có hạn vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Những tháng còn lại, được thảnh thơi, không quá bận tâm về mọi chuyện. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi. Năm 46 tuổi, cần cân nhắc và xem xét thật kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Cũng cần tránh xuất hành đi xa hay du lịch nước ngoài, kẻo tai họa ập tới không ngờ. Nhất là vào tháng 4 và tháng 6 âm lịch. Năm 47 tuổi, tiền tài suy giảm vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Năm 48 tuổi, sự nghiệp và tài vận được nhiều thuận lợi. Sang năm 49 tuổi và 50 tuổi, mọi chuyện đều bình ổn, không có bất cứ biến cố nào lớn xảy đến. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, bạn có hạn vào tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9 và tháng 11 âm lịch. Năm 51 tuổi, nên hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc. Năm 52 tuổi, mọi chuyện khởi sắc hơn. Giành được nhiều thắng lợi về công danh, sự nghiệp, tài vận, cũng như chuyện tình cảm. Nhất là vào những tháng cuối năm 53 tuổi. Sang năm 54 tuổi và 55 tuổi, có nhiều niềm vui đến từ gia đình, có địa vị nhất định trong xã hội. Từ năm 56 tuổi đến cuối đời. Vào những năm này, mọi chuyện đều ở mức trung bình, từ tài vận đến sự nghiệp và cuộc sống. Nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân. Con cái được thành đạt, hiển vinh. Cần chú ý giữ gìn sức khỏe, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức cho con cái sau này. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.